Everybody, I am back, and now we're going to go up, and I don't know which way I'm going. So, here you go. Fall down. This is my room. Can you go like that? What? I think they know where I'm going. Tell me when there's any car coming that way or there's behind you. Okay. Okay? Yeah. Wait here, you know, turn that side or the other side to see where the car is coming from. Okay. Can we go in there? Huh? You want to go? It has somebody in there? No? Xin chào các bạn. Hôm nay là buổi chiều rồi. Trời, trời sắp tối rồi. Cả nhà mình đi bộ. Good. Cả nhà đi một vòng. Đi bộ. Anh ơi, mất người quá anh ơi. Be careful, your hand is stuck in there. My mom can go, I can put you. I'm not oh, sure. No. Can Pink, I pull the sled? Pink's in here. Yeah. I'll sit down. Bây giờ con gái sẽ kéo ba ba đi nè. Wow, good job! Don't stop the brain. No, I'm trying to help you. Don't do it. Yeah. Wow. What are you doing? Con gái kéo ba ba nè, các bạn thấy con gái giỏi không? My legs are too long. Oh yeah! Em rất thích đi ra ngoài chơi tuyết, em chạy vòng vòng vậy đó. Đây các bạn ơi, các bạn thấy những cái ngôi nhà nhỏ ở đây không? Đó. Đó. Mùa hè thì ở đây là một cái dòng sông. Mùa đông tuyết rơi nhiều á các bạn. Nó đóng băng hết rồi. Nên người ta sẽ cất mấy cái ngôi nhà nhỏ ở dưới rồi người ta sẽ khoan một cái lỗ khoan. Để người ta để cái cần câu đi xuống dưới nước á. Khoan sâu xuống dưới để ở dưới nước để người ta câu cá. Mùa đông này người ta hay câu cá như vậy lắm. Đây người ta kêu bằng cá mùi. Mà mùa đông chỉ có mùa đông á, người ta chỉ có câu loại cá đó thôi đó, người ta câu rất nhiều cá. Ơi ok. Hop on. Go on the sled. Me? Yes. Oh no. Turn. Go on. Do you want to push me? I'm so sure. Okay. Đây. Hold on tight. Okay. Bây giờ con gái sẽ kéo mẹ đi đây. Ơ, mẹ nặng quá, con gái kéo không nổi. Oh no! Oh no! Please stop! No, I want to go in. Oh no! Can I go? Yeah. Wait, I'm not ready. But you lose the loops. No. Why? Maybe later. I'm not ready. Oh, this foot is not careful. No, hold on. No, push me from behind. Huh? Push us from behind. Bây giờ ba ba sẽ kéo. No, it's more easy if I pull it. Bây giờ ba ba sẽ kéo hai con đi đây. Oh yeah. Mời các bạn cùng đi tham quan với mình nha. Start something. Put your foot here. I saw the ring and I had to say something. I saw the ring because I had to tell you why I want you to push behind. Bây giờ mời các bạn cùng đi dạo một vòng với mình nha. Let's go. Hello, where you push me? When you push from behind, when? Okay.
to your mountain. Want to sit down here? Why? Yeah. No, please. Me and need to exercise, girl. You can sit Mommy, down. If you exercise, I exercise. Huh? Why do you look blue? Yeah, see, he can do for you. But not too strong. Can we turn this way, Baba? Huh? Can we turn here? Come in. Wait, Mommy, too. Mommy, come yeah. on. Sit down. No. Please. No, but if Mommy sit down, I can't push behind. Okay, go behind. I'm not sitting down. Mommy, not sitting down. You can go you behind. Want to push? Yes, but... You don't have to ride. Let's go. Faster. Đây là xe cào tuyết. Mỗi lần là tuyết rơi thì sẽ có xe đến cào tuyết. Xe này là mình thuê. Tuyết rơi thì người ta sẽ đến nhà mình, người ta cào. Mình muốn thuê người ta cào thì người ta đến, còn mình không thuê thì tự mình cào tuyết cho nhà.
là cây xăng này các bạn. Đây là cây xăng tự động. Cây xăng này tự động là mình đổ xăng thì mình muốn đổ bao nhiêu mình đổ, mình tự bấm nút tự mình đổ. Xong rồi mình sẽ vô cái nhà đây, vô trong cái quầy mình tính tiền. Chứ người ta không có đổ xăng cho mình, tự mình đổ rồi tự mình đi vô trong mình trả tiền. Mình đi một vòng cũng sắp đến nhà rồi. Bây giờ tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.